Trọng Hiếu và Khánh Tiên. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Khánh Tiên và anh Trọng Hiếu xin được thông báo cho tất cả các bạn biết về một chương trình cực kỳ hấp dẫn sẽ được diễn ra tại rất nhiều thành phố lớn trên cả nước. Và chương trình mang tên là Yamaha Festival 2015, lễ hội của yêu thương. Chương trình tại Hà Nội sẽ được diễn ra tại Royal City trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10. Một lễ hội hoành tráng được Yamaha Việt Nam tổ chức và giới thiệu đến mọi người dòng xe Accuser mới nhất và cùng nhiều hoạt động vui chơi và món quà giá trị. Đây là một đêm ca nhạc đặc sắc với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Hãy cùng khám phá những điều thú vị đang đón chờ tất cả các bạn tại Yamaha Festival 2015 nhé! Yamaha Festival 2015, lễ hội của yêu thương. Một lễ hội hoành tráng do Yamaha Việt Nam tổ chức tại nhiều thành phố lớn nhằm giới thiệu đến đông đảo mọi người dòng xe Yamaha Accuser mới nhất, cùng rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí vui nhộn và chương trình ca nhạc đặc biệt cùng các ca sĩ nổi tiếng. Tham quan khu vực trưng bày và trải nghiệm Yamaha Accuser cùng những dòng xe sang trọng và cá tính khác của Yamaha Motor Việt Nam. Đêm nhạc sôi động, hoành tráng vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 10. Thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao của các đại sứ thương hiệu Yamaha Tuấn Hưng, Minh Hằng, Trọng Hiếu, Khánh Tiên, Đa Lát. Ngoài ra còn rất nhiều các hoạt động hào hứng khác như giao lưu trực tiếp với hai đại sứ thương hiệu của Accuser, khu vực thiếu nhi vui nhộn, chạy thử xe mini bike, khu vực tư vấn dịch vụ cưới, cùng khu vực trò chơi với những hoạt động sôi nổi và nhiều phần quà giá trị. Ngoài ra, khi đăng ký online trước tại Facebook của chương trình, còn được tặng ngay áo thun với sticker vui nhộn. Đặc biệt là chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần thưởng cực kỳ giá trị như xe Yamaha Accuser, laptop Asus và điện thoại thông minh Lumia. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại facebook.com/yamaha.sega. Yes, Khánh Tiên và Trọng Hiếu rất mong là được gặp tất cả các bạn để hát và nhảy cùng với nhau. Bye bye.